Hello cả nhà, đã quay lại kênh The Ken Family. Hôm nay mình có video đặc biệt để chia sẻ với lại cả nhà. Đây là món quà bất ngờ mình dành cho gia đình mình. Xin cả nhà đón xem video này nha. I think over there, guys, over on Cat side. Yeah. Santa Claus inside, yo. No. Wait. Right, hold on. Open it up. Mason, read. You read. Mason, can you open the luggage? One more in there. Okay, mở ra. What? Mở ra. Read. In there. Open. In there. Read that. Read it loud. What is it? You have to read out loud. Bỏ nó một khẻ hả bạn? Giờ vô đọc không? Đọc. Đọc đọc đi. Mẹ bà đọc. Bà ngoại yêu dấu. Tặng bà ngoại món quà nho nhỏ để mai mốt đi biển không bị đau chân, chân vui vẻ nha bà ngoại. Rồi bà ngoại mở ra đi. There's so much notes in here. Your mom made it. Your mom made it. Rồi, đồ dài, ok. Mason. 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 Sophie, we have another gift over here. Can you open it up? Right here. Wait, another what? Yes, open it up. Wow! Again? Read, read, what is that? Leave it inside. Okay. Get inside. Open, xé ra luôn. Another one. Oh no, sorry, continue. Open the next one. Okay. Okay, đưa cho bà Sophie. Đọc lên, lấy phải ra cái đó của ai? Merry Christmas, Mason. Your gift is inside, be careful. Your gift is inside. Bà đọc, bà ngoại đọc lên. Đó. Merry Christmas, mom. Quà của mẹ trong tấm check. No, I think please. Careful nha. Be careful. Đi từ từ, không ai đi với con hả? Ông ai đi với con hả? What you think, Sophie? Bà đi. Bà nhìn gì vậy? Bà thấy gì? Careful. Wait, it's a note. What is that? A note. Merry Christmas to Hawaii. We go to Hawaii! Vâng, đúng rồi, nhà mình sẽ đi du lịch tại Hawaii. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này. Và đừng quên hãy bấm nút like và subscribe để theo dõi cái chuyến đi Hawaii của gia đình mình nha. Cảm ơn, bye bye.